Dạ, hiện nay thì anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương từ Bình Dương thủ dầu một bắt đầu bước chân lên đây để truy tìm đối tượng. Hiện nay thì theo thông tin gia đình ở miền Tây đang cầu cứu cho anh em hiệp sĩ Bình Dương là có một người con gái năm nay cũng hiện nay cũng bị bắt cóc, đang giam giữ, và hiện nay chúng bắt đòi tiền chuộc. Chưa biết là cái thông tin có chính xác hay không, nhưng mà số tiền chuộc lên đến 70-80 triệu các bạn. Thì hiện nay này, em gái này cũng khóc cầu cứu rất nhiều, thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đang tiếp tục lên đường để truy tìm. Thì hiện nay đang có mặt ở bến xe cổng số 2 ở bến xe miền Tây các bạn. Đây là quận Bình Tân ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì đây này. Cô chú nhìn thấy không? Hiện nay thì cũng rất nhiều xe qua lại ngay khu vực cổng bến xe nhé. Anh em đang ngồi mai phục. Hy vọng là bắt được tóm sống được đối tượng này. Đó. Bên kia thì hai chị em. Đó, mọi người thấy không ạ? Đó, bên kia là có hai chị em của chị gái hiện nay đang có con bị gọi là bắt nhốt, bị bắt đòi tiền chuộc. Hiện nay là số tiền là 70 triệu. Cộng với tiền lãi, chúng tính lãi là mỗi một ngày hơn 1 triệu đấy các bạn. Thì 7 ngày nhân với 1,4 triệu. Đây, bây giờ số tiền cũng có đến 10 mấy triệu, là cộng với 70 triệu là 80 mấy triệu các bạn. Số tiền rất nhiều. Anh em hiệp sĩ Bình Dương là cũng cố gắng hết sức, không phải quản ngại đường xá rồi mấy chục km này từ Bình Dương qua đây. Hy vọng là truy tìm được đối tượng này. Đó, chị gái đang đứng ở ngoài điện này. Đó, mọi người thấy không? Đấy, bây giờ là bến xe rất tấp lập nha. Một buổi chiều. Cô chú chị thấy không ạ? Thằng nó chạy trong này rồi. Mình đấy. Lặng yên, em cứ cầm tiền đấy. Không, em cầm tiền đấy. Cầm tiền lại. Tiền này. Con thằng nó chạy trong này rồi. Đó đâu? Em cầm tiền đấy. Mình đấy. Tiền gì? Em tên gì? Em tên gì? Đây là tao đây. Đó đâu? Đó. Hai chị này á. Là sao? Hai chị cho bay. Đưa cái giấy tờ. Hai chị cho quay đâu? Đây kia đây, thấy chưa? Tôi cho bay, cho hai chị này bay. Hai chị nào quay? Tao quay cái gì? Ai quay? Ba này tôi đi. Ai bay? Thế này. Ai bay? Tôi Nguyễn Hải nè, anh hiệp sĩ Nguyễn Hải nói cho biết. Anh nói cho đàng hoàng, anh quay đã gì rồi, quay cái gì? Anh theo dõi vụ này lâu rồi nghe không? Anh ngồi căn em từ lâu rồi nghe không? Đừng nói lại ha. Nghe không? Đa cấp nghe. Rồi bây giờ em tên gì? Em đã cấp không la. Em tên gì? Em cầm tiền đi, em rút tiền vào giỏ đây, rút tiền vào giỏ đây. Không, anh quay hết rồi. Anh ngồi trên quán bún anh quay rồi. Nha. Rồi, đứng đây đi. Em đứng đây đi. Em cầm đây, tiền trong giỏ. Tiền trong giỏ. Cầm đấy. Lộn xộn đập đây ạ. Cầm đấy. Tùn trong giỏ, bỏ giỏ. Bây giờ có bằng chứng gì? Bỏ giỏ ra. Bỏ giỏ ra. Anh này phải về hành vi là bỏ giỏ nhân cách rồi nha. Bỏ giỏ ra. Bây giờ anh gọi công an tới. Anh gọi công an quay hết rồi, đây là camera quay hết rồi nha. Ok, anh gọi công an. Đứng đây. Anh gọi công an. Đứng đây. Ok, anh gọi công an. Đứng đây, giữ lại mà không chạy được. Anh gọi công an tới. Còn ở đây không này. Anh gọi công an. Rút tiền trong giỏ. Ok. Quay hết rồi, cầm đấy. Cái tiền đó tiền người ta đưa cho tôi. Đưa đi cầm đấy. Không có biết gì. Rồi cầm đấy, không biết tại sao quay tiền. Và anh có quyền gọi công an tới. Rồi. Anh quyền gọi công an tới. Thằng này mày lừa đảo phải không? Anh có quyền gọi công an tới. Lừa đảo đúng không? Anh bây giờ lừa đảo đúng không? Còn thằng nữa. Thằng nữa trong quán này. Anh em bây. Mày cầm tiền đấy. Tiền là nó lấy của người ta, nó luôn bỏ đây. Cầm tiền trả tiền nè. Mở ra. Em mày mở ra tiền đó. Ủa, cái gì vậy? Mày mở tiền ra. Tiền sao đánh tôi? Mày mở tiền ra, lấy của người ta mà mở ra. Quay hết rồi, nghe không? Quay hết rồi. Mở tiền ra. Thằng này là nó lừa đảo. Nghe không? Nó bắt tống tiền con người ta 70 triệu. Nghe không? Anh em quay bằng chứng rồi. Mình tính đấy. Mọi người có quyền gọi công an. Rồi. Anh có quyền gọi công an. Rồi. Số tiền đây nha, không cả anh nha. Rồi. Anh có quyền gọi công an. Rồi bây giờ tiền để đây nghe không? Tiền để đây. Ok chưa? Bây giờ tiền để đây. Vô trong. Hai thằng. Cái gì? Được rồi, có công an tới. Nha. Chúng mày lừa đảo nghe không? Cái tiền này tiền gì? Anh gọi công an chưa? Nhưng mà tiền này tiền gì? Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên công trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng.
lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm amidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Tiền này tiền gì? Tiền này tiền người ta đưa cho tôi nhỉ hả? Tiền gì? Thầy gì? Tiền gì? Tôi không có quyền nói chuyện ở đây mà tôi nói chuyện với công an. Rồi thằng này đủ, thằng này bỏ tù luôn. Thằng này, con này đi ra, không gọi điện, không gọi điện nghe không? Nhưng mà đây điện thoại của tôi. Của mày cũng để đây, công an ra giải quyết, nghe không? Camera nè, anh quay tự sát cái này đây, có mình đứng nè, anh không quay tiếp. Quay hết rồi nghe không? Mày sao mày chạy được không? Hai thằng, còn thằng nữa trong này này. Anh em vay đừng kia là còn thằng nữa. Hai thằng. Rồi con này mày đi xa luôn em nhé. Anh vay mày từ lâu rồi, nghe không? Anh ngồi căn anh vay mày lâu rồi, nghe không? Ở đây mà không có cam đây thì mày mệt rồi nhá. Mày lừa đảo là vừa phải thôi. Anh có quyền gặp công an và tôi có chia sẻ gì ở đây hết. Rồi. Bộ mặt này là ngon rồi nhá. Lừa đảo chuyên nghiệp rồi ha. À, kính thưa cô chú anh chị, đây là bắt sống hai tên nhưng mà một tên đã chạy mất rồi. Một tên đã chạy nhanh đòn chạy mất rồi. Một tên hiện nay đã chạy mất rồi. Rồi chị bình tĩnh đi, chị gái bình tĩnh, công an sắp tới rồi. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh thôi. Hiện nay anh em bắt sống rồi, từ Bình Dương lại sang thành phố Hồ Chí Minh bắt sống rồi. Tại bến xe, cổng bến xe khách miền Tây các bạn. Đó anh em bao vây từ cả buổi chiều này là mưa rất to của chú chị. Đó, bây giờ mưa là mưa rất to. 3 ngày nay anh em bao vây bắt được rất nhiều tên rồi. Đó. Rồi. Không chạy được. Không chạy đâu, bọn này là hơi bị mệt rồi nhá. 70 triệu em biết là bao nhiêu không? Hả? 70 triệu rồi biết em biết bao nhiêu không? Tiền lời của người ta em lấy cái gì mà một ngày hơn 1 triệu. 1 triệu tư tiền lời một ngày. Hả? Căn nào nó chạy nha, căn nào nó chạy nha. Mày chạy là gãy giò nha. Thông báo chạy là gãy giò luôn. Chạy là gãy giò đó. Hai thằng một thằng nhanh nhí chạy mất luôn. Có người gọi rồi, có người gọi rồi nghe không? Có người gọi. À, anh em bao vây nói chung là từ sáng giờ, mới bắt được một tên này. Thôi con đi chơi kia, con đi chơi quay. Thì đây anh em bắt sống quả tang luôn. Nè, anh có thể là cái số cây nó để kìa. Số cây nó thẳng. Số cây em lấy hay là sao? Mày vỡ mặt bây giờ đấy. Ok, em làm với số cây nào đã cấp không? Bọn này đa cấp rồi. Đa cấp. Đây là tiền đa cấp mà. Đa cấp. Hiện nay đa cấp lừa đảo rất nhiều, thấy không? Mấy ngày này anh bắt liên tục. Đa cấp. Vậy đa cấp đúng không? Đa cấp hiện nay em ở đâu? Ở đó đi. À, tôi sẽ chia sẻ và nói chuyện với lại với công an. Rồi, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với công an. Mà này đa cấp hay gì? Đa cấp gì? Tôi không có làm gì sai nên mọi người cứ quay hình. Đó, nhưng mà đa cấp đúng không? Đúng đa cấp chưa? Đa cấp rồi. Rồi đa cấp. Dính nhà con nhỏ này dính bẫy rồi đa cấp. Bé này biến đa cấp nè, mấy này. Đứng đây em, đứng đây chờ công an tới nha, không đi nha. Em cầm tiền nhận tiền của người ta rồi. Nhưng mà tại sao em nói chuyện làm sao mà người ta bán nhà bán cửa để đưa tiền cho em? Tôi không hề có cái điều đó. Đây đây, tại sao người ta vay mượn bán nhà bán cửa đây đưa cho em? Hả? Thế bây giờ em nói chuyện làm sao mà em bùa mê thuốc lú làm sao mà người ta bán nhà bán cửa đưa cho em? Đây là theo theo thông tin ban đầu là đây là có thể là đường dây đa cấp. Lúc trước là ba mấy triệu đúng không? Đa cấp rồi, là công ty đa cấp rồi. Rồi kính thưa cô chú anh chị. Chỗ này bao nhiêu tiền đây? 70 triệu nữa, rồi. Rồi. Tiền mát xa. Rồi, cho mày mát xa luôn. Đa cấp. Rồi, công an đang tới rồi kìa. Đây, công an đang tới rồi. Công an đang tới rồi. Rồi, quả này đi xa luôn. Nha. Thanh niên trai trắng mà đi lừa đa cấp. Không. Em đi khóa nào chưa? Em đi khóa nào chưa? Mặt đẹp trai ha.
Hôm nay khuôn mặt này tối nay lên truyền hình sáng sủa đây nha. Đây thanh niên này cao cũng chạc 1m7, hơn 1m7 các bạn, nhưng mà đã lừa đa cấp đây. Đây là đa cấp rồi. Sao? À, đúng 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 thằng này không cô? Đúng luôn này. Rồi, quả này đi xa luôn rồi. Rồi, quả này đúng là đi xa rồi nhá. Em năm nay hai mấy tuổi rồi? Hả? Lát này em chia sẻ với bên công an. Em có tập gym không? Đẹp người tướng ngon ha. Tướng này lừa tốt nhá. Hả? Tướng đẹp trai mà chịu khó làm ăn đi lừa này hả? Anh ngồi anh căn trong quán này rồi, anh con căn đây lâu rồi, nghe không? Hiện nay anh em hiệp sĩ Bình Dương từ Bình Dương để sang đây truy tìm một số tên đa cấp lừa đảo các bạn. Bắt sống rồi, hiện nay đã tịch thu được số tiền và tang vật con người đó. Hiện nay cô gái 18 tuổi đang bị tẩy lão rồi, nha. Đang bị tẩy lão rồi. Đó, về nhà đi rồi chào đi. Tôi nói để cho mấy chị nghe luôn, cha nó tay biết tôi chống lại đi nè. Lo. Thôi bình tĩnh, chị bình tĩnh đi. Lo. Con. Bình tĩnh. Cầm đó. Bình tĩnh. Đây là nó bị tẩy lão rồi, yên tâm đi, về anh em tẩy lão cho. Nha. Chục triệu đặt xem lên cho mấy đó. Bây giờ sao mình người ta chỉ thấy. Nó chạy mất á, Hiện nay thanh niên này lừa đa cấp, theo thông tin là người dân đây chia sẻ thì thanh niên này đã lừa rất nhiều lần. Có người gọi rồi em nhá. Gọi là gọi số là đúng. Gọi công an rồi nhá, xíu nữa công an ra, em chờ đi ha. Mình lừa đảo không sao thì mình cứ bình tĩnh nhá. Mình lừa bao nhiêu người thì mình có nói thật đây thì tội nó nhẹ, nghe không? Nếu không đi xa đấy, số 70 triệu này em này, nghe không? Anh ngồi anh căn em cả buổi chiều luôn nhá. Anh căn bên kia đường, căn hai bên này đường từ chiều, nhá không? Hiện nay là em lừa bao nhiêu người phải mất nhà mất cửa rồi. Em lừa bao nhiêu người rồi em trai? Lát nữa em lên đồn công an sẽ chia sẻ cho bên công an nha. Nhưng mà bên công an mà đưa thông tin gì xuống á, thì sẽ làm một cái bằng chứng á, xác thực nó tốt nhất. Nhưng mà hiện nay em lừa bao nhiêu người rồi? Em không có quyền chia sẻ với anh được. Bởi vì em không biết. Tại sao? Em sợ anh là đang giành giật, anh đang lừa đảo gì đó. Lừa đảo đây này. Sao mà em nói là anh lừa đảo tiền kia đi, mày nói là tao lừa đảo? Em cũng không biết được. Kia tiền kia của ai? Trong túi mày móc ra. Anh mới đánh em, Nhưng mà tiền này trong túi mày móc ra. Mày nói anh lừa đảo. Tại sao mày nói anh lừa đảo? Nhưng mà em chưa làm gì anh. Nhưng mà tiền kia tại trong túi mày móc ra mà mày nói anh lừa đảo. Anh lừa đảo cái gì? Anh đừng có đánh em. Nhưng mà tại sao mày nói anh lừa đảo? Nghe không? Nhìn chưa? Anh theo dõi mày cả buổi rồi. Nghe không? Hai đứa gái, hai đứa trai. Hai đứa luôn. Giữ luôn. Để gửi xe. Bốn đứa mà. Bốn đứa. Có camera quay lại. Bốn đứa. Bốn đứa. Bốn đứa bé này nữa. Bốn đứa. Bốn đứa. Bốn đứa. Rồi. Bốn đứa. Đứng đây em, đứng đây. Chủ cầm những cái bằng chứng á, chủ cầm những cái bằng chứng giống như là chủ cầm những cái bằng chứng, chủ giữ và chú không bây giờ tiền này rác nữa để công an nó xuống dạ. nó giữ tôi là chú nhớ giữ số tiền và chú niêm phong nó lại rồi. Để làm một cái bằng chứng công an nó nữa nó làm dạ. Tôi không có nó chớ vô ra quay lại hết rồi, quay hết rồi đây nè, cái điện thoại nè, nhận tiền người ta cam này thấy không? Và cái điện thoại với lại cái túi nó của con thì dài vậy con không biết, cái đó là cái tiền này người ta lát nữa là công an đi công an làm việc của chú mà cái điện thoại với là cái túi là tài sản của con thì giờ chú giữ hay là để công an làm việc để chúng nói tiền thì em bỏ trong túi của em, hiểu không? Nó rõ, đừng nói tiền mày lấy rồi trong túi rồi, tiền em bỏ túi bỏ trong rõ rồi, cái tiền nó là một cái bằng chứng rồi, và cách lại mình phải gói nó lại để mình làm cái bằng chứng đi để trong mình lên tòa, để mình lên chỗ đồn công an để con nói chuyện rõ ràng. Còn cái thằng này hiểu luôn, đó là tài sản của con, cái đó để cái này đó, nữa tao xuống tao lo, không có gì hết á. Nhưng mày, mày hiểu luật rồi không phải dạy nghe không? Cái điện thoại với cái túi là tài sản của con, nữa lát nữa công an nó giao cho cái nó giữ tiền thôi, còn tài sản của em giữ. Còn lấy cái điện thoại, còn lấy không liên quan, em đứng đi, em đứng đi, em không có tội thì công an cũng giải quyết nha, nếu có tội thì cũng công an giải quyết, đứng đi. Rồi chị giữ này, tí đưa công an, giữ nó chạy mất, ra lấy xe nó chạy mất. Bốn đứa trong này còn đây nè, đứng ở đây.
em đứng đây. Hôm nọ mới bắt một băng đa cấp rồi, nghe không? Đây là đa cấp, fan đa cấp lừa đảo. Nó lừa rất nhiều người. Nó lừa rất nhiều sinh viên bỏ nhà bỏ cửa treo cổ rồi. Giỡn mặt ở đây không giỡn mặt ở đâu. Đây đây tiếp tục một cô gái nữa các bạn. Đây nó chạy đó, coi chừng nó chạy đó. Đây hôm nay bắt được một nguyên băng đa cấp luôn. Đây là nguyên băng đa cấp của chú chị. Nó bị tẩy lão rồi, đa cấp mà. Không 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 không. Bây giờ ấy là em lừa được bao nhiêu đứa sinh viên rồi, bao nhiêu đứa đang học rồi? Em không có lừa. Thế không lừa em bên đa cấp lừa đảo đúng không? Em không có đa cấp. Thế em có chung men không? Không, cái này không liên quan gì tới em. Không liên quan rồi, mời em đứng đi tí công an tới nhá. Ok chưa? Mình có tội hay không có tội thì công an làm việc cho anh, cái này anh chưa có kết luận em có tội nhá. Không có nhắn tin gì đi em. Nhá. Mình không có nhắn đâu. Cho nó cầm thoải mái nhá, không có xóa đâu, anh khôi phục được hết à. Nhá. Xóa không lỗi đâu. Trong này còn đứa nữa chạy mất rồi, thằng con trai chạy mất rồi. Quán này. Quan trọng là xe của nó còn đứng đây nè. Rồi không chạy được. Đi được đâu. Không chạy được, chạy cho lỗi. Còn xe đây nè. Anh căn em từ chiều rồi em gái. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 20 không? 22 tuổi rồi. Tuổi này cứng rồi, anh mới bắt một Ben trong. Mới bắt một Ben luôn nhá. Quán này đẹp mặt luôn. Chạy đâu anh cũng quay phim rồi, anh quay hết từ đầu rồi, không có chạy được. Quay đủ, quay còn trẻ tụi mày không làm nè, chân chính. Đi lường gạt người ta. Rất nhiều đứa sinh viên nào mất nhà mất cửa luôn. Hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương bắt là nguyên ba Ben đa cấp các bạn. Đây là toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh, toàn cảnh cổng bến xe khách miền Tây. Ở đây là toàn cảnh trời đang mưa. Anh em cố gắng hết sức để đi truy tìm bắt một băng đa cấp. Hiện nay đang nhận một số tiền là 70 triệu. Và em gái này theo gia đình hiện nay đã phải mất nhà mất cửa rồi. Đâu giấy đâu ạ? Giữ đấy, cứ giữ đấy, cứ thế thả lại. Cứ giữ thế thả lại. Rồi. Rồi, ok rồi, đây đúng dấu nha. Lừa đảo, nguyên men luôn. Rồi, quả này đẹp mặt nha. Mới lăn tay xong. Mới là mới ép bọn này lăn tay xong. Con nhỏ này là bị nó tẩy lão rồi. Nhưng mà nói là tẩy ngày rồi. Con nhỏ này bị nó tẩy lão rồi. Rồi xong phim luôn, toàn cảnh luôn. Rồi. Đúng luôn mẹ mọi người men luôn rồi. Quay cái đồ nó cái tay nó lăn mới mực. Đây này. Đây là mực mới lau một quần nè. Mới lăn cái tay nó nè. Tay mới lăn. Bé này là bị tẩy lão rồi. Nè mới lăn luôn mới lập. Rồi. Rồi quả này đi xa. Hiện nay em muốn giải trình với lại công an phường. Giải trình em cứ ngồi đây đi, tí em giải trình, em lấy tiền của ta. Quay cái này nè là mới mới lăn tay xong rồi. Thấy rồi. Để em đọc, chị đọc cho em xem nào. Chị đọc cho em xem nào. Đọc đi. Chứng cứ đang mới lăn luôn, giấu rõ rồi. Nguyễn Thị Như Bình đúng không? Giấu mới lăn rồi, để lại cắt đi đeo nó xe mất. Cắt đi. Rồi quay lại đi xa luôn. Mặt này là hôm nọ anh quay mà phim mấy lần rồi, em không biết à? Anh xâm nhập vào em mấy lần em không biết à? Rồi, hôm nay đi xa luôn rồi, bé nhá. Năm nay đến 30 tuổi chưa? Hả? Đây là toàn cảnh này. Đây là toàn cảnh này. Đó. Em gọi 113 chứ 114 thì cũng chờ từ vào dọ, nghe không? Em gọi cỡ nào em cũng đi nhanh. Nghe chưa? Không có chạy đâu được hết á. Nghe không? Rồi chị bình tĩnh nha, công an đang tới rồi. Rồi quả này đi xa rồi. Quả này về hết lấy chồng luôn, nghe không? Quả này về là hết lấy chồng luôn. Thanh niên này em sao mặt em bôi phấn bôi son này đỏ thế? Hả? Em có bình thường có bôi phấn bôi son đỏ đấy. Hả?
Hiện nay thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương tóm gọn luôn là nguyên band rồi các bạn, nguyên band đa cấp rồi. Không chạy nổi là này không thoát tội đâu, nghe không? Lần này không thoát tội đâu, còn một thằng nữa chạy nhanh chân chạy mất rồi, nghe không? Số em năm nay là số hạn rồi em ạ. Đi khóa này về làm lại khóa nữa nhá. Bắt hoài mới bắt ở Bình Dương mấy vụ này không biết à? Đây là đa cấp nha cô chú anh chị nha. Đây là nguyên ba đa cấp lừa đảo nha. Rồi, đây nguyên ben rồi, nguyên ben đa cấp mà. Công an đi đâu rồi, công an đi rồi. Giữ nhỏ lại nhá, con nhỏ này bị nó tẩy lão nè. Vô đấy là nó cho tẩy lão hết à. Nó cho tẩy lão mà. Con này về phải nhốt nó lại. Hiện nay nó chưa tỉnh đâu. Tôi biết, tôi bắt mấy cái đường dây vừa bắt hết rồi. Chạy về dân đập chết à. Nha. Tụi này nó làm nó tan nhà nát cửa rất nhiều gia đình rồi. Rất nhiều gia đình bị mất con vì học đại học năm 3, năm 4 vẫn bỏ học theo bọn này. Bọn này dụ nhiều nhà treo cổ. Đấy. Nó dụ mất nhà mất cửa luôn, bọn này lừa đảo ghê em. Mặt con này ghê em, lưu manh lắm. Nghe không? Mặt này lưu manh nhỉ. Theo giấy ướt giấy chị, theo ướt giấy. Theo ướt giấy bình tĩnh nhé. Thằng này nó lì lắm. Đây con nhỏ này nữa là chú, bốn đứa nó chạy mất rồi. Còn hai đứa, bốn đứa cơ. Đây này, lấy bắt sống con đút tiền vào túi rồi. Hôm nọ bọn này lấy của người ta mấy chục rồi. Đa cấp lừa đảo mà. Hôm nay về hết đấy chồng em gái nha, đi khóa này về hết đấy chồng ha. Không, mặt đẹp xinh gái ha. Về khóa này hết đấy chồng, cha mẹ còn này đẹp mặt. Em quê ở đâu? Em quê đâu em? Quê gốc này không? Không lương tay là mày tồi đó. Lừa đảo, biết bao nhiêu nhà mất cửa với tụi ai không? Biết không? Hả? À, ăn cho đồng tiền thì sướng không? Hả? À, nhắm ăn cho đồng tiền thì sướng không? Hả? À, ai dạy mày vậy? Hả? À, kêu công an rồi bắt, đây vậy là xong. Bằng chứng có đầy đủ rồi. Đây hiện nay là anh em về phía Bình Dương, từ Bình Dương trời mưa sang bến xe miền Tây bắt được 4 đối tượng, thì hiện nay 2 đối tượng đã chạy mất, còn 2 đối tượng một nam một nữ các bạn. Hiện nay là những đối tượng rất chuyên nghiệp đó, và nó rất đẳng cấp luôn. Bọn anh lừa đảo ghê lắm, nó lừa dã man lắm, nó lừa dã man lắm. Nó vô đấy nó kèm như kèm kèm lên báo chí đăng tải rất nhiều rồi. Nó ép mình, nó lừa mình, nó dụ mình phải mất nhà mất cửa luôn. Chết hết. Kia con nhỏ nó mất 2 lần, lần này phải bán nhà mất cửa. Nó là tiền này không phải của nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương bắt được một men đa cấp 4 tên đã lừa đảo và hiện nay đã nhận số tiền là 70 triệu các bạn. Thì anh em bắt được thì hiện nay hai đối tượng đã chạy mất rồi. Hiện nay còn hai đối tượng các bạn. Hai đối tượng hiện nay đối tượng mất một cái. Đó. Thế đây này được rất đông luôn. Đó. Đó. Đây hiện nay đường phố thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ở cổng bến xe khách miền Tây các bạn. Đó. Đó.